Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Advanadu, kênh tiếng Anh hay nhất dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm. Thầy là Kiên Nguyễn của Trung tâm Anh ngữ WaSuccess. Rất vui được chào đón các bạn trong bài học mới ngày hôm nay. Và các bạn đang theo dõi khóa học mới nhất của thầy, đó chính là khóa luyện thi Flyers, giúp bạn nhanh chóng đạt được số điểm tối đa 15 trên 15 khiên. Và bữa nay chúng ta sẽ tiến qua bài mới nha các bạn, đó chính là phần Listening Part 2, có nghĩa là phần nghe phần số 2 trong đề thi Flyers nha các bạn. Are you ready? Let's get started. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào phần part 2, có nghĩa là phần số 2 trong đề thi Flyers nha các bạn. Phần số 2 này có 5 questions, tức là có 5 câu hỏi nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc và dịch cái đề nhé. Phải hiểu đề rồi chúng ta mới làm được bài nha các bạn. Listen and write. There is one example. Listen có nghĩa là hãy lắng nghe. And và write là viết. There is có nghĩa là có. One là một. Và example là ví dụ. Rồi vậy thì nguyên câu này có nghĩa là gì? Hãy lắng nghe và viết có một ví dụ. Rồi bữa nay các bạn sẽ được học bài về The Airport, có nghĩa là sân bay nha các bạn. Đó, các bạn thấy hình sân bay không? Rất là đẹp nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến vào phần ví dụ để thầy giải thích rõ hơn cho các bạn hiểu nha. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng nhìn vào phần example, tức là phần ví dụ trong với thầy nè. Phần ví dụ là ở đây nha các bạn. Bữa nay chúng ta sẽ được học bài The Airport, tức là về sân bay nha các bạn. Rồi đề bài này yêu cầu chúng ta làm gì đây? Tức là các bạn sẽ nghe những cuộc trò chuyện giữa một girl là một bé gái và man là một người đàn ông. Hai người này sẽ nói chuyện với nhau và khi mà các bạn nghe họ trò chuyện thì các bạn sẽ điền những cái đáp án vào trong những cái chỗ trống này nha các bạn. Ví dụ như trong cái câu đầu tiên là người ta hỏi là Airport is in. Ý nói là sân bay thì ở đâu đó. Sau khi mà chúng ta nghe xong audio thì chúng ta sẽ biết được rằng là đáp án là the north of the city nha các bạn. Có nghĩa là phía bắc của thành phố. Rồi bây giờ tại sao chúng ta lại có đáp án như vậy? Thì bây giờ thầy sẽ mở audio cho các bạn nghe nhé. Trong quá trình mà các bạn nghe thì các bạn hãy nhìn vào cái đoạn script này nha. Tức là nội dung cuộc trò chuyện giữa bé gái và người đàn ông. Sau khi mà nghe xong thì đảm bảo rằng là các bạn sẽ hiểu tại sao chúng ta lại điền đáp án như vậy nhé. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe audio phần ví dụ này nha các bạn. Hello, Grandpa. I'd like to ask you some questions about the airport where you work. Okay, that's fine, Sarah. Is this for your homework? Yes. So where is it? It's in the north of the city. Wait a minute. I need a pencil. Okay, I'll write it down. Rồi, bây giờ các bạn đã nghe xong audio rồi đúng không? Thì không biết là các bạn đã hiểu được chưa ha? Nếu mà bạn nào chưa hiểu thì cũng không sao. Tại vì bây giờ thầy sẽ giải thích rõ ràng cho các bạn hiểu nha. Rồi bây giờ các bạn cùng nhau đọc và dịch cái phần example cho mấy thầy nè. Girl có nghĩa là bé gái. Bé gái mới nói sao đây? Hello, Grandpa. I'd like to ask you some questions about the airport where you work. Có nghĩa là gì? Hello có nghĩa là xin chào. Grandpa có nghĩa là ông, có thể là ông nội, ông ngoại gì đó đều được nha các bạn. Xin chào ông hay là ông ơi. Rồi sau nữa, I like, ý nói là cháu muốn hay là cháu thích. Tại vì ở đây là một bé gái đang nói chuyện với ông của mình, cho nên mình dịch là cháu nha các bạn. Cháu muốn hay là cháu thích. Làm gì đây? Ask có nghĩa là hỏi, you có nghĩa là bạn. Nhưng mà ở đây mình dịch là ông nha các bạn. Muốn hỏi ông some questions. Questions có nghĩa là những câu hỏi nha các bạn. Some là một vài, ý nói là một vài câu hỏi. About, về, airport là sân bay. Where, nơi mà, you work, ý nói là ông làm việc, nơi mà ông làm việc nha các bạn. Rồi vậy thì nguyên câu này có nghĩa là gì? Xin chào ông hay là ông ơi, cháu muốn hỏi ông một số câu hỏi về sân bay hay là về cái sân bay, nơi mà ông làm việc. Rồi man tức là người đàn ông mới trả lời sao đây, tức là ông của bé gái này đó, trả lời sao? Okay, that's fine, Sarah. Is this for your homework? Có nghĩa là gì? Okay có nghĩa là được chứ. That's fine, ý nói là tốt thôi. Okay, that's fine, Sarah. Có nghĩa là được thôi hay là được chứ, Sarah. Is this, đây có phải là, for là cho, your homework. Homework là bài tập về nhà. Your là của cháu nha các bạn.
Your bình thường mình dịch là của bạn, nhưng mà ở đây là một người ông nói chuyện với cháu gái của mình, cho nên mình dịch là của cháu nha các bạn. Rồi vậy thì nguyên câu này có nghĩa là gì? Được thôi Sarah, đây có phải là dành cho bài tập về nhà của cháu không? Rồi bé gái mới nói sao đây? Yes, so where is it? Dạ đúng rồi, so vậy thì where là ở đâu? It có nghĩa là nó. Ý nói là dạ đúng rồi, vậy thì nó ở đâu? Ý nói là cái sân bay đó ở đâu nha các bạn. Rồi người đàn ông mới trả lời sao đây? It's in the north of the city. Có nghĩa là gì? Is có nghĩa là nó thì. Nó thì sao đây? In the north là ở phía bắc of của the city là thành phố. Rồi vậy thì nguyên câu này có nghĩa là gì? Nó thì ở phía bắc của thành phố. Rồi bạn gái mới nói sao đây? Wait a minute, I need a pencil. Okay, I write it down. Có nghĩa là gì? Wait a minute, ý nói là chờ chút xíu. A minute, ý nói là một phút nha các bạn. Ý nói là chờ một phút đó. Ở đây mình dịch là chờ chút xíu. Ý nói là ông ơi, chờ cháu chút xíu nha. I need a pencil. Ý nói là cháu cần a pencil là một cây viết chì. Okay, có nghĩa là được rồi. I, ở đây là chữ viết tắt của I will nha các bạn. Ý nói là cháu sẽ. Write là viết. It là nó. Down là xuống. Ý nói là cháu sẽ viết nó ra, đúng không các bạn? Rồi, vậy thì nguyên câu này có nghĩa là gì? Ông chờ cháu chút xíu, cháu cần một cây viết chì. Được rồi, cháu sẽ viết nó ra. Ý nói là cháu sẽ viết ra cái vị trí của cái sân bay đó nha các bạn. Rồi, vậy thì dựa vào nội dung của trò chuyện này, chúng ta có trả lời được câu đầu tiên không bạn? Cái câu này người ta nói là gì? Airport is in. Ý nói là sân bay thì ở. Thì ở đâu đây? Đó, bé gái mới hỏi ông nè, nó ở đâu? Thì ông trả lời là gì? Nó ở phía bắc của thành phố. Cho nên chúng ta sẽ viết nguyên cụm từ này vào đây nha các bạn. Cho nên chúng ta sẽ viết là the north of the city. Đó, cái cụm từ đó ở trong đây, các bạn thấy không? Nhưng mà dĩ nhiên khi mà các bạn thi nghe thì các bạn sẽ không nhìn thấy cái cụm từ này. Các bạn phải tự nghe được và các bạn phải tự viết ra đây sao cho đúng nhất nha các bạn. Rồi vậy là thầy vừa mới giải thích xong cho các bạn cái phần example, tức là phần ví dụ nhé. Bây giờ đến phiên các bạn nha. Bây giờ các bạn sẽ được nghe audio 2 lần nhé. Và khi mà các bạn nghe audio thì các bạn sẽ trả lời từ câu số 1 đến câu số 5 nhé. Trước hết là các bạn hãy dành thời gian đọc những cái câu ở đây nè, từ câu số 1 đến câu số 5 nè, để xem người ta hỏi gì, tức là người ta cần những cái thông tin gì. Và khi mà các bạn nghe audio thì các bạn hãy chú ý lắng nghe những cái gì mà người ta đang hỏi từ câu số 1 đến câu số 5 này và viết vào trong những cái chỗ trống này nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe audio nha các bạn. Lưu ý là các bạn sẽ được nghe 2 lần nha. Cho nên các bạn hãy tận dụng cơ hội này để mà nghe và điền đáp án cho thật là đúng nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Now you listen and write. Now, what's the name of the airport? Well, it's called Clédon Airport. How do you spell that? C-L-E-D-O-N? That's right. How many planes arrive there every day? Is it more than 200? Oh, yes. I read that it's 320. Wow. Yes. Lots of interesting people from other countries arrive at this airport. So, have you seen any famous pop stars? No, but I often see film stars. They come here to make movies. Great. And where can you eat there? Well, there's a very nice cafe. The pancakes there are brilliant. Cool. I love those. And is there a hotel where people can stay at the airport? Yes, there's a very big one. It's got lots of flags outside. That's interesting. Okay, thanks, Grandpa. I've got enough to write about now. Now listen to part two again. Now, what's the name of the airport? Well, it's called Clédon Airport. How do you spell that? C-L-E-D-O-N? That's right. How many planes arrive there every day? Is it more than 200? Oh, yes.
I read that it's 320. Wow. Yes. Lots of interesting people from other countries arrive at this airport. So, have you seen any famous pop stars? No, but I often see film stars. They come here to make movies. Great. And where can you eat there? Well, there's a very nice cafe. The pancakes there are brilliant. Cool. I love those. And is there a hotel where people can stay at the airport? Yes, there's a very big one. It's got lots of flags outside. That's interesting. Okay, thanks, Grandpa. I've got enough to write about now. That is the end of part two. Rồi, vậy là các bạn đã nghe xong audio rồi đúng không? Không biết là các bạn đã làm được hết chưa ha? Bây giờ thì thầy sẽ sửa bài cho các bạn nhé. Đây chính là đáp án nha các bạn. Các bạn dò xem là mình có làm đúng hết hay không nha. Bạn nào mà làm đúng hết rồi thì xin chúc mừng nhé. Còn bạn nào mà chưa làm được thì cũng không sao. Tại vì bây giờ thầy sẽ sửa bài cho các bạn nha. Rồi, bây giờ câu số 1 nào, người ta hỏi gì đây? Name of airport. Ý nói là gì? Name có nghĩa là tên, of của airport là sân bay. Ý nói là tên của sân bay là gì đó bạn. Thì bây giờ chúng ta nghe audio chúng ta biết được là sân bay là tên là gì bạn. Đó chính là Clayden nha các bạn. Đánh vần nè. C-L-E-D-O-N nha các bạn. Clayden. Rồi câu số 2 nè, người ta hỏi sau đây. Number of planes which arrive every day. Có nghĩa là gì? Number có nghĩa là số lượng. Planes là máy bay, ý nói là số lượng máy bay hay là số máy bay đó. Which, ở đây cái chữ which mình dịch là mà, tại vì nó thay thế cho cái từ planes ở phía trước nha các bạn. Số lượng máy bay mà, arrive có nghĩa là đến, every day có nghĩa là mỗi ngày. Rồi nguyên câu này có nghĩa là gì? Số lượng máy bay mà đến mỗi ngày. Tức là số lượng máy bay mà đến sân bay mỗi ngày đó bạn là bao nhiêu chiếc, được không? Rồi ở đây đáp án là gì? 320, có nghĩa là 320 nha các bạn. Rồi câu số 3 nè. Sarah's grandpa often sees famous. Có nghĩa là gì? Grandpa có nghĩa là ông. Sarah's mà có phải S, ý nói là của Sarah nha các bạn. Ý nói là ông của Sarah thì sao? Often, thường xuyên. Sees là nhìn thấy. Famous là nổi tiếng. Ông của Sarah thường xuyên nhìn thấy cái gì đó nổi tiếng. Thì đáp án chính là film stars. Ý nói là những ngôi sao điện ảnh nha các bạn. Rồi vậy thì nguyên câu này có nghĩa là gì? Ông của Sarah thường xuyên nhìn thấy những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Đúng các bạn? Rồi câu số 4 nè. In the cafe you can eat excellent. Có nghĩa là gì? In the cafe có nghĩa là trong quán cà phê. You là các bạn. Can là có thể, eat, ăn, excellent là xuất sắc. Trong quán cà phê, các bạn có thể ăn cái gì đó rất là xuất sắc hay rất là ngon. Thì là ăn gì bạn? Đáp án là pancakes. Bánh pancakes nha các bạn. Nó dạng dạng như bánh xèo của Việt Nam mình, nó không giống lắm nha các bạn. Chúng ta cũng sẽ có cái bánh như vậy nè. Nó không có vị gì hết, hoặc là nó hơi nhạt nhạt. Rồi xong sau đó chúng ta sẽ bỏ những cái thức ăn lên trên đó mà chúng ta cuộn là chúng ta ăn. Được các bạn? Nói chung là ăn thì cũng khá là ngon nha các bạn. Cái này ở nước ngoài ăn nhiều, còn Việt Nam thì thầy không biết nha. Rồi câu số 5 nè. Outside the hotel you can see lots of. Có nghĩa là gì? Outside có nghĩa là bên ngoài. The hotel là khách sạn. You là các bạn. Can có thể. See nhìn thấy. Lots of nhiều. Rồi nguyên câu này có nghĩa là gì? Bên ngoài khách sạn, bạn hay là các bạn có thể nhìn thấy nhiều cái gì đó nha bạn. Thì đáp án ở đây chính là flags, là những lá cờ nha các bạn. Ý của câu này nói là ở bên ngoài khách sạn thì các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều lá cờ nha. Đó thì khi mà đi thi các bạn cũng điền đáp án giống như thầy nhé. Thì đảm bảo là các bạn sẽ được tròn số điểm nha. Rồi vậy là thầy vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn phần listening part 2, có nghĩa là phần nghe phần số 2 nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại một chút xíu nha các bạn. Ở trong phần ôn tập này thầy sẽ giúp các bạn đọc và dịch lại toàn bộ những gì mà chúng ta vừa mới học hôm nay nha. Các bạn ở bên dưới hãy nhớ đọc lớn lên cùng thầy nha. Chúng ta luyện tập càng nhiều thì chúng ta sẽ càng nhanh giỏi nha các bạn.
Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến vào phần example, tức là ví dụ nè. Girl có nghĩa là bé gái. Hello, Grandpa. I like to ask you some questions about the airport where you work. Xin chào ông hay là ông ơi. Cháu muốn hỏi ông một số câu hỏi về sân bay nơi mà ông làm việc. Man là người đàn ông mới trả lời như thế nào? Okay, that's fine, Sarah. Is this for your homework? Được thôi, Sarah. Đây có phải là dành cho bài tập về nhà của cháu không? Yes, so where is it? Dạ đúng rồi. Vậy thì nó ở đâu vậy ông? It's in the north of the city. Nó thì ở phía bắc của thành phố. Wait a minute. I need a pencil. Okay, I write it down. Ông chờ cháu xíu nha. Cháu cần một cây viết chì. Okay, cháu sẽ viết nó ra. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến vào năm câu hỏi chính nha các bạn. The airport có nghĩa là sân bay. Airport is in. Ý nói là sân bay thì ở. The north of the city có nghĩa là phía bắc của thành phố. Ý nói là sân bay thì ở phía bắc của thành phố nha các bạn. One, name of airport. Tên của sân bay là Clidden. Đánh vần là C-L-E-D-O-N. Two, number of planes which arrive every day. Số lượng máy bay mà đến mỗi ngày, tức là đến sân bay mỗi ngày đó là bao nhiêu chiếc? 320, có nghĩa là 320 chiếc máy bay nha các bạn. 3. Sarah's grandpa often sees famous. Ông của Sarah thường xuyên nhìn thấy nổi tiếng. Thì đáp án là film stars, tức là những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nha các bạn. Đồng ý câu này có nghĩa là gì? Ông của Sarah thường xuyên nhìn thấy những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. 4. In the cafe, you can eat excellent pancakes. Ở trong quán cà phê, các bạn có thể ăn những cái bánh pancakes rất là ngon. 5. Outside the hotel, you can see lots of flags. Bên ngoài khách sạn, các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều lá cờ. Rồi, vậy là thầy vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn phần listening part 2, có nghĩa là phần nghe phần số 2 trong đề thi Flyers nha các bạn. Các bạn có thấy hay và bớt hay không nào? Các bạn hãy xem đi xem lại video này thật là nhiều lần, đặc biệt là phần audio, phần thi nghe đó bạn. Các bạn hãy cố gắng nghe để làm sao hiểu được rằng là tại sao chúng ta lại điền đáp án như vậy. Khi nào mà các bạn hiểu được hết thì có nghĩa là các bạn đã hoàn toàn thành công với phần này nha các bạn. Rồi, câu hỏi được đặt ra cho các bạn nè. Đố các bạn biết rằng là có bao nhiêu cái máy bay đến sân bay này mỗi ngày nha. Bạn nào mà biết thì hãy viết trong phần bình luận ở bên dưới nhé. Thầy sẽ kiểm tra lại giùm cho các bạn, được không? Rồi bạn nào yêu thích các video của thầy thì hãy nhấn nút subscribe, like và sau đó là nút chuông để nhận được thông báo về các video mới nhất. Và cũng đừng quên chia sẻ video này cho nhiều bạn khác cùng được biết đến và cùng được học giống như các bạn vậy nhé. Đó là cách hay nhất để các bạn có thể ủng hộ kênh Advanedo của thầy. Và như vậy thì thầy sẽ có thêm thật là nhiều động lực để làm ra thật là nhiều video hay và hấp dẫn nữa cho các bạn xem nhé. Và thêm một điều rất là quan trọng nữa, đó là bạn nào muốn luyện thi Flyers hoặc là muốn học tiếng Anh trực tiếp tại trung tâm Anh ngữ Wise Success thì các bạn hãy ghé trung tâm nhé. Địa chỉ là số 150 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy rất là mong muốn được gặp tất cả các bạn đó. Và các bạn ơi, thầy vừa mới làm thêm một kênh YouTube nữa có tên gọi là Advanedo English. Thì kênh này dành cho những bạn nào mà yêu thích học tiếng Anh giao tiếp hay là học IELTS TOEIC thì các bạn có thể đăng ký kênh nhé. Rất là hay và bổ ích luôn nha các bạn. Rồi, bài học đến đây là hết. Trong bài lần tới thì thầy sẽ tiếp tục dạy cho các bạn cái phần listening part 2 này. Nhưng mà chúng ta sẽ tiến qua phần nâng cao của cái phần này nha các bạn. Cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Các bạn đừng bỏ lỡ nha. Rồi, bài học đến đây là hết. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Goodbye, see you, have a nice day.